nghệ sĩ Hồng Vân quyết định tạm đóng cửa sân khấu tránh dịch corona. Khi thấy tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, thì nữ nghệ sĩ đã chủ động hủy các suất diễn để đảm bảo an toàn cho mọi người. Trong những ngày đầu năm 2020, mọi người vừa đón Tết cùng gia đình nhưng tâm trạng rối bời vì dịch corona đang bùng phát khắp nơi, con số người mắc ngày một gia tăng hơn. Ngay lúc này, cơ quan chức năng đã khuyến cáo mọi người hạn chế việc đi du lịch, tránh tụ tập nơi đông người, phải mang khẩu trang để đảm bảo an toàn cho mình. Hồng Vân tạm thời đóng cửa sân khấu. Mới đây nhất trên trang cá nhân, bà bầu Hồng Vân đã có quyết định khiến nhiều khán giả bất ngờ. Cụ thể, cô tạm đóng cửa các sân khấu, ngừng các suất diễn trong 10 ngày tới để khán giả không phải đến chốn đông người và tránh dịch bệnh. Cụ thể, nữ nghệ sĩ thông báo, thực hiện theo công văn của Thủ tướng, sân khấu kịch Hồng Vân sẽ nghỉ đến lễ tình nhân nhé. Vì mùng 8 và 9 Tết, vé đã lỡ bán nên chúng tôi sẽ phục vụ khán giả đến hết mùng 9. Mong các trường học hãy cân nhắc để bảo vệ sức khỏe cho các học sinh ạ. Cầu mong đại dịch sẽ qua đi cho thế giới trở lại yên bình. Ai chưa đến với kịch Hồng Vân trong dịp Tết thì tranh thủ 2 ngày mùng 8 và 9 nhé. Corona làm mình xa nhau hơi lâu. Thông tin ngày nghỉ cũng được viết sẵn trên bản lịch diễn để mọi người chú ý. Tạm đóng cửa sân khấu cũng là cách Hồng Vân phòng tránh dịch bệnh cho khán giả. Hầu hết các lễ hội, khu vui chơi đều được chủ trương tạm ngưng để đảm bảo an toàn không tụ tập đông người. Hồng Vân đi thăm mộ cố nghệ sĩ Anh Vũ. Vào chiều ngày mùng 5 Tết, dù phải lo cho các suất diễn Tết phục vụ khán giả, nhưng nữ nghệ sĩ cùng Minh Luân vẫn dành thời gian đến thăm cố nghệ sĩ Anh Vũ. Ai cũng tiếc nuối thì mùa xuân năm nay thiếu đi hình ảnh tức bực của anh trong các lịch diễn. Anh Vũ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn thân, anh em như gia đình đối với Hồng Vân. Quyết định tạm hoãn lịch diễn của Hồng Vân là hành động đúng đắn, nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Bởi lẽ trong thời gian này, nhu cầu cao nhất chính là phòng bệnh, các hoạt động giải trí nên tạm gác lại để đảm bảo an toàn.